Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị ở trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay. Và các bạn thân mến, hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây cùng với chúng mình rồi. Thế nên nếu như các bạn đã có mặt ở trong phần phát trực tiếp này thì hãy gửi lời chào tới chị nhé, được không nào? Xin chào các bạn, xin chào các em. Ngày hôm nay thì tỉnh Nam Định đã tiếp tục có một cái đợt thi khảo sát nữa. Và chị tin rằng là đây là một trong những cái đề mà các bạn đang cực kỳ quan tâm. Bởi vì là những năm vừa qua thì các bạn cũng biết được rằng là thường là đề Nam Định là sẽ trùng với đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia bằng một cách nào đấy, đúng không nào? Nên là thật ra thì cái này nó cũng chỉ là một cái gọi là trùng hợp là như vậy thôi. Chúng ta cũng không thể nào mà chúng ta chắc chắn được rằng là cái đề ấy sẽ là đề trong cái đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới. Chị cho rằng là như vậy. Nên là ngày hôm nay á, với cái tính chất là sẽ tiếp tục cung cấp cho các bạn một cái bài văn nghị luận văn học nữa. Nhất trí không ạ? Chúng mình có đồng ý không ạ? Và với một cái đề mà chị nói thật, đây cũng là cái đề mà tối ngày hôm nay tầm 23 giờ chị định chữa với các bạn. Nhưng mà không ngờ là đã vào đề của Nam Định rồi. Bởi vì chính xác là ngày hôm nay chị đã có chuẩn bị một cái đề về vẻ đẹp hung bạo của dòng sông Đà, được không ạ? Thế nên là trước tiên là chúng mình sẽ cùng với nhau đợi mọi người tham gia vào phần phát trực tiếp ngày hôm nay nhá. Đủ 300 bạn, chúng ta sẽ cùng với nhau bắt đầu phần phát trực tiếp, được không ạ? Ve kêu to quá, trời đất ơi, phải để ý đến lời chị nói chứ sao lại để ý đến ve kêu to quá. Trời đất ạ, chị về quê, thế nên là nhiều cây cối, thành ra là ve kêu là vang trời luôn, báo hiệu hè về rồi, báo hiệu là cái ngày chia tay trường của chúng mình đã tới rồi, và báo hiệu là kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia đã chuẩn bị sắp diễn ra rồi. Thế nên là chị nghĩ rằng là bây giờ thay vì cái việc để ý đến ve kêu thì hãy để ý đến chị đang ở đây đây này, và trao đổi cùng với các bạn về một cái đề rất đáng chú ý đây này. Đấy mới là điều quan trọng chứ, đúng không ạ? Chúng mình ơi, nào, đương nhiên là nghe rõ chứ, chị nói như vậy làm sao mà không nghe rõ được. Chẳng qua có mỗi bạn Hiệu bạn ý để ý đến tiếng ve kêu thôi chứ làm gì còn ai để ý đến tiếng ve kêu nữa. Rồi chúng mình ơi, 300 bạn chúng mình sẽ cùng với nhau bắt đầu nhá. Xin chào các em. Ngày hôm nay thì chị phát sớm, à chị chữa sớm tí nữa, có phải hôm nay em làm được bài không? Thế à? Rồi, thế nên là chị nghĩ rằng là những cái buổi mà chị chữa đề ấy là các bạn nên chủ động tham gia để xem này, để tham khảo này, và có cho mình được những cái ý tưởng giúp cho cái phần bài viết của mình hay hơn, được không ạ? Chính xác, Nam Định đã gọi tên người lái đò sông Đà. Và nếu như các bạn có theo dõi trong fanpage Học Văn Chị Hiên thì chị cũng đã từng hai lần chữa hai cái đề về người lái đò sông Đà rồi, đúng không ạ? Một là một cái trích đoạn nói về vẻ đẹp trữ tình của con sông Đà, chính là cái đề của Hải Phòng vừa mới thi luôn. Và thứ hai là về ông lái đò sông Đà trong cái trùng vi thạch trận thứ hai và thứ ba, cộng thêm với cả một cái vẻ đẹp của một tao nhân, vẻ đẹp của một cao nhân, vẻ đẹp của một con người lao động bình thường, nhưng mà lại mang cái gì ạ? Vẻ đẹp phi thường, đúng không ạ? Ok chưa nào? Chúng mình ơi, chúng ta sẽ cùng với nhau bắt đầu nhá. Bởi vì chị nhìn thấy ở đây là đã đủ 300 bạn rồi, phải không ạ? Đủ 300 bạn chưa? Cho chị thấy cánh tay của các em nào. Cho chị thấy cánh tay của các bạn nào. Ngày hôm nay chị Hiên phát sớm, thế nên có lẽ là một lát nữa sau khi chị kết thúc phần phát trực tiếp này xong á, đến tầm khoảng 23 giờ là kiểu gì các bạn ấy cũng sẽ vào fanpage Học Văn Chị Hiên và bắt đầu hỏi là chị ơi, chị đã phát chưa? Sao em chưa thấy chị phát? Nhưng mà thực tế thì ngày hôm nay chị đã phát sớm rồi. Nhất trí, được không ạ? Các bạn đợi chị một xíu nhá, chị muốn giới thiệu với các bạn cái này đã, để chúng ta biến nó trở thành một cái trợ thủ đắc lực cho chúng mình trong việc chúng ta cùng với nhau giải đề ngày hôm nay nhá. Xin chào các bạn, chị xin được giới thiệu người bạn đồng hành cùng với chị ngày hôm nay ở đây ạ. Đó chính là một bộ 12 ấn phẩm. Đây là 12 ấn phẩm trình bày kiến thức về 12 tác phẩm trọng tâm. Và ngày hôm nay thì chị sẽ định hướng các bạn làm cái phần làm văn trước nha. Bởi vì về cơ bản là chị nghĩ là cái đấy là cái phần mà chúng mình sẽ gặp khó khăn nhiều hơn. Còn đọc hiểu thì chị em mình sẽ chia sẻ trong một cái buổi phát trực tiếp gần nhất. Có thể là những cái phần kiến thức về đọc hiểu. Thế nhưng mà trước tiên bây giờ là đang hơi buồn một xíu nha.
Vì sao mà lại hơi buồn một xíu? Có tận 367 bạn xem mà chả thấy ai thả tim cho chị Hiên gì cả. Trong khi bây giờ mới có thấy hơn 100 bạn thả tim thôi. Mà rõ ràng là chị đã bảo rồi, cố gắng là vào xem những cái phần phát trực tiếp cùng với chị thì hãy thả tim cho chị để chị có cái động lực. Được không nào? Để chị có cái động lực. Thế mà chả thấy thả tim gì hết. Mà rõ ràng là đang được chia sẻ những cái phần kiến thức hết sức là bổ ích như thế này. Nào các em ơi, dành ra một giây thôi. Ở bên cạnh chúng mình là có một cái hình ảnh, đó chính là tim hay là like đấy. Thả tim, thả like cho chị Hiên động viên tinh thần cái xem nào. Bây giờ thì chúng mình đã sẵn sàng để cùng chữa đề với chị chưa ạ? Các bạn ơi, bây giờ thì các em đã sẵn sàng để cùng chữa đề Nam Định cùng với chị chưa ạ? Và cụ thể là chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về cái câu trong phần làm văn nha, chiếm tới 50% số điểm trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Còn chị nhìn qua ở đây ấy, thì chúng mình có thể thấy đó chính là, đây các bạn sẽ nhìn một chút xíu này. Ở trong cái phần câu 1, phần đọc hiểu, thì chúng ta có câu số 1 là xác định phương thức biểu đạt. À rồi, ok. Cái thứ hai là tìm trong hai khổ thơ trong đoạn trích, tức là cái dạng câu hỏi tìm ngữ liệu trong văn bản. Đúng không ạ? Tiếp tục, những dòng thơ sau giúp anh chị hiểu gì về tâm trạng của nhân vật trữ tình, tư duy về ngữ liệu trong văn bản. Và câu cuối cùng, nội dung của những dòng thơ có ý nghĩa gì với anh chị? Rút ra một cái bài học thông điệp có ý nghĩa đối với chúng ta từ hai cái dòng thơ được đề cập đến ở đây. Nếu như những bạn nào mà đã từng học với chị rồi thì chị tin rằng là cái bài đọc hiểu này không thể làm khó được các bạn. Bởi vì đều là những cái dạng mà chúng mình luyện tập đi luyện tập lại rất nhiều lần rồi. Khi mà đã xác định được dạng đề rồi thì cái việc xử lý của chúng mình đơn giản thôi. Đúng không ạ? Nhá. Rồi tiếp theo là phần làm văn này. Câu số 1, từ nội dung văn bản phần đọc hiểu hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về ý nghĩa của việc hướng về cội nguồn trong cuộc sống hôm nay. À ở đây chúng ta thấy đó là gì ạ? À chúng ta có thể thấy rằng là đây là một cái, người ta hỏi về cái khía cạnh ý nghĩa. Vậy thì các em sẽ phải làm những cái thao tác, trước tiên là giải thích hướng về cội nguồn được hiểu là gì. Được không ạ? À nếu như chúng ta mang trong mình một cái tâm thế sống hướng về cội nguồn thì chúng ta sẽ có được những cái giá trị gì, có được những điều gì, hay vai trò của cái việc sống hướng về cội nguồn là gì? Đấy là câu trả lời tiếp theo các bạn cần phải trả lời. Câu hỏi tiếp theo các bạn cần phải trả lời. Sau đó thì chúng ta sẽ đưa ra những cái dẫn chứng cụ thể cho việc là, à, đã có những cái con người, người thật, việc thật, họ có những cái hành động cụ thể cho việc hướng về cội nguồn, và họ đã đạt được những cái giá trị gì, họ có được những cái giá trị tốt đẹp gì, để chứng minh cho cái quan điểm mà chúng ta đang đề cập đến. Đúng không ạ? Và sau đấy chúng mình sẽ liên hệ bản thân, được không nào? Hoặc là có thể lật ngược vấn đề, tức là nhìn nó ở cái khía cạnh là ở thời điểm hiện tại thì cũng có một số những cái bạn trẻ như thế nào đấy. Tức là nhìn cái vấn đề từ một cái góc độ khác. Nhất trí không ạ? Sau đấy thì chúng mình sẽ đưa ra cái phần kết đoạn là gửi gắm đến thông điệp. Vậy thôi, rất là đơn giản. Được không ạ? Rất là đơn giản chúng mình ạ. Nếu như các em đã học đọc hiểu và nghị luận xã hội cùng với chị rồi thì chị tin đây không phải là một cái đề khó đối với các bạn. Mà cái vấn đề là chúng ta sẽ cần thời gian để chúng ta giải quyết cái đề đấy thôi. Và hãy nhớ nhá, là trong khóa học 10 ngày, cái khóa học tổng ôn cuối cùng của chị trước khi mà kỳ thi Trung học Phổ thông diễn, trước khi kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia diễn ra, thì chị có ôn cả về đọc hiểu và có ôn lại cả về nghị luận xã hội ạ. Thế nên nếu như mà bạn nào mà bây giờ vẫn còn đang bị mông lung mà muốn có một cái khóa học tổng ôn cuối cùng để mình có thể hoàn thiện tất cả mọi thứ, bắt đầu cái chuyến hành trình của mình trong cái kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia cực kỳ quan trọng, thì hãy nhắn tin ngay cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên để tìm hiểu về khóa học này giúp chị nhé. Được không nào? Rồi bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau mở cái người bạn này ra. Đây chính là cái người bạn mà chị sẽ sử dụng để đồng hành cùng với chúng ta trong việc giải quyết cái câu nghị luận văn học ngày hôm nay. Và chị xin được mở cái cuốn Người Lái Đò Sông Đà. Bởi vì các bạn biết rằng là gì nhỉ? À, đề bài của chúng mình đưa ra ở trong cái đề Nam Định lần này, đó chính là một cái trích đoạn liên quan tới Người Lái Đò Sông Đà. Và bây giờ chị em mình sẽ cùng với nhau xử lý nhá.
Bởi vì là vội quá thế nên là chị không có kịp in đề ra. Các bạn có thể theo dõi đề giúp cho chị ở trên fanpage Học Văn Chị Hiên buổi sáng ngày hôm nay. Ngay sau khi có đề Nam Định thì đã được đăng lên rồi, nên các bạn có thể chủ động theo dõi ở đấy. Và bây giờ thì chị cũng sẽ xin phép là đọc lại cái đề để các bạn biết được là chúng ta đang phải đi xử lý đề bài như thế nào nha. Được không ạ? Trọng tâm xử lý ngày hôm nay của chúng mình sẽ là câu nghị luận văn học, câu số 2. Được không nào? Chữa đề Nam Định. Chữa đề Nam Định. Được không nào? Phần 2. Làm văn. Và cụ thể chúng mình sẽ cùng với nhau chữa câu số 2 các bạn nhé. Chúng ta có một cái trích đoạn như sau ạ. Hùng vĩ của sông Đà không phải chỉ có thác đá, mà nó còn là những cành đá bờ sông dựng vách thành. Mặt sông lúc ấy chỉ đúng lúc ngọ mới có mặt trời. Có vách đá thành chẹt lòng sông Đà như một cái yết hầu. Đứng bên này bờ nhẹ tay ném hòn đá qua bờ bên kia vách. Có quãng con nai con hổ đã có lần vượt từ bờ bên này sang bờ bên kia. Ngồi trong khoang đò qua quãng ấy đang mùa hè mà cũng thấy lạnh. Cảm thấy mình như đứng ở một cái ngõ mà ngóng vọng lên một khung cửa sổ nào trên cái tầng nhà thứ mấy nào vừa tắt phụt đèn điện. Lại như một quãng mặt gành hát lóng, dài hàng cây số nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió, cuồn cuộn luồng gió gùn ghè suốt năm, như lúc nào cũng đòi nợ suýt bất cứ người lái đò sông Đà nào tóm được qua đấy. Quãng này mà khinh suất tay lái thì cũng dễ lật ngửa bụng thuyền ra. Lại như quãng Tà Mường Vát phía dưới Sơn La, trên sông bỗng có những cái hút nước giống như cái giếng bê tông thả xuống sông để chuẩn bị làm móng cầu. Nước ở đây thở và kêu như cửa cái cống cái bị sặc. Trên mặt cái hút xoáy tít đáy cũng đang lừ lừ những cánh quạ đàn. Không con thuyền nào dám men gần lại những cái hút nước ấy. Thuyền nào qua cũng trèo nhanh để lướt qua quãng sông, y như là ô tô đang sang số nhấn ga cho nhanh để vút qua một quãng đường mượn cạp ra ngoài bờ vực. Trèo nhanh và tay lái cho vững mà phóng qua cái giếng sâu. Những cái giếng sâu nước ặc ặc lên như vừa rót dầu sôi vào. Nhiều bè gỗ đi rừng, đi nghênh ngang vô ý, là những cái giếng hút ấy nó bị lôi tuột xuống. Có những thuyền đã bị cái hút nó hút xuống, thuyền trồng ngay cây chuối ngược rồi vụt biến đi, bị dìm và đi ngầm dưới lòng sông đến 10 phút sau mới thấy tan xác ở khuỳnh sông dưới. Các bạn ơi, và đề bài yêu cầu là phân tích hình tượng sông Đà trong đoạn văn trên, từ đó nhận xét về sự tài hoa trong cách sử dụng ngôn ngữ của nhà văn Nguyễn Tuân. Vậy là chúng ta có thể xác định đây là dạng đề phân tích. Thế nhưng đây là cái dạng đề phân tích có thêm yêu cầu nâng cao. Yêu cầu chính của chúng mình đó là phân tích và làm rõ về hình tượng sông Đà. Được không ạ? Phân tích và làm rõ về hình tượng con sông Đà. Và chúng ta có thể thấy rằng nếu như các bạn để ý nha, chúng mình sẽ có 3 cái phần luận cứ, 3 cái phần dẫn chứng được biểu hiện cụ thể trong đoạn trích này. Và cái hình tượng sông Đà chúng ta có ở đây là con sông Đà hung bạo, hùng vĩ. Đúng không ạ? Hình ảnh con sông Đà hung bạo hùng vĩ được thể hiện cụ thể qua 4 cái ý chính bao gồm. Thứ nhất, đó là đá bờ sông. Phải không nào? Đoạn đầu tiên. Đoạn số 2 là mặt gành hát lóng. Đúng không nào? Đoạn số 2 là mặt gành hát lóng. Được không ạ? Đoạn số 3 là quãng Tà Mường Vát. Quãng Tà Mường Vát với sự nguy hiểm của những cái hút nước. Nhất trí không nào? Thế thì sau khi mà các bạn đã bóc tách được cái trích đoạn đó ra, bởi vì nếu như dạo gần đây mà các bạn theo dõi nhiều bài chữa đề, đặc biệt là về những cái trích đoạn trong văn xuôi của chị Hiên, thì chị có nói với chúng mình rằng là một trong những cái bước cực kỳ quan trọng mà kiểu gì các bạn cũng phải làm được, đó là gì ạ? Là chúng ta phải bóc tách cái trích đoạn đấy ra cụ thể, xem là cái trích đoạn đấy thuộc về cái phần kiến thức nền nào. Và chúng ta đi sâu vào từng câu, chúng ta đi sâu vào từng hình ảnh, chúng ta đi sâu vào từng cái biện pháp nghệ thuật mà tác giả đã sử dụng ở trong những cái dòng văn của mình, để làm cho cái phần phân tích của chúng mình có thể trở nên sâu nhất.
Nhất trí không ạ? Đồng ý không các em? Nhá. Thế thì các bạn ơi, cái bước đầu tiên là cái bước khó nhất. Để chúng mình không bị lạc đề thì chúng ta đã làm được rồi. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau triển khai cái bài viết này để xem sao nhé chúng mình nhá. Rồi, thành bài viết đi ạ. Bài làm. À, có thể thấy rằng là nếu như mà nói về mở bài của cái dạng đề này, các bạn sẽ giúp chị nha. Đó là chúng ta sẽ mở bài, lựa chọn mở bài gián tiếp. Và ở cái mở bài gián tiếp này thì đương nhiên các bạn đều biết rằng là chúng ta sẽ có gì nhở? À, dẫn dắt cộng với đặt vấn đề. Các bạn có thể dẫn dắt đi từ đề tài. Các bạn có thể dẫn dắt đi từ thông tin tác giả. Các bạn có thể dẫn dắt đi từ nhận định. Ok chưa ạ? Có rất là nhiều những cái cách chúng mình có thể mở bài hiệu quả. Thế nên chị mới bảo là tốt nhất những cái phần mà chúng mình có thể chuẩn bị được trước thì chúng mình cứ nên chuẩn bị. Ví dụ như là những cái mở bài, các bạn thấy là chúng ta có cái khả năng để chúng ta có thể chuẩn bị trước thì các em cũng nên chủ động chuẩn bị trước. Ví dụ như sau nhá. Đi từ đề tài đi ạ. Ai đó đã từng nói rằng đất nước có nhiều dòng sông nhưng chỉ có một dòng sông để thương để nhớ. Giống như cuộc đời của mỗi con người có nhiều cuộc tình nhưng chỉ có một cuộc tình để mãi mãi mang theo. Dòng sông để thương để nhớ của mỗi người rất khác nhau. Nếu như Văn Cao cả cuộc đời của mình gắn liền với dòng sông Lô Hùng Tráng, nếu như Hoàng Cầm là nỗi nhớ khi ta đi ngang qua sông đuống trôi đi một dòng lấp lánh, nếu Hoàng Cầm gì ạ? À? À nếu Hoài Vũ là con sông vàm cỏ tha thiết trở phù sa, thì Nguyễn Tuân lại ghi dấu ấn trong lòng bạn đọc với hình ảnh của con sông Đà, mang trong mình hai vẻ đẹp vừa hung bạo, hùng vĩ hung bạo vừa thơ mộc trữ tình, được tái hiện qua thiên tùy bút người lái đò sông Đà của ông. Để lại ấn tượng với bạn đọc là trích đoạn Nguyễn Tuân miêu tả về vẻ đẹp hung bạo hùng vĩ của con sông này. Hai chấm mở ngoặc kép trích đoạn ra. Từ đó ta càng thấy rõ hơn về gì ạ? À, từ đó ta càng thấy rõ hơn về cách sử dụng từ ngữ vô cùng gì ạ? Tinh tế, sự tài hoa trong cách sử dụng từ ngữ của nhà văn Nguyễn Tuân. Nhất trí không ạ? Thì đấy là một cách nhá. Hoặc là ngày hôm qua chị cũng đã cung cấp cho các bạn hai cái cách mở bài, và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái phần dẫn dắt đó. Bởi vì các em hiểu rằng là về cơ bản ấy là chúng ta chỉ khác nhau ở trong phần đặt vấn đề thôi, đúng không ạ? Và chúng ta khác nhau ở trong phần đặt vấn đề có nghĩa là gì? Có nghĩa là ở trong cái phần đặt vấn đề này là chúng mình sẽ dựa vào đề bài, phải không ạ? Chúng mình sẽ dựa vào đề bài, chỉ khác nhau ở trong phần đặt vấn đề thôi ạ. Còn dẫn dắt thì đối với một tác phẩm chúng ta có thể sử dụng cái phần dẫn dắt đó cho nhiều cái bài viết khác nhau mà. Nên là các em chú ý giúp cho chị nhá. Được không? Các bạn chú ý giúp cho chị nha. Nhất trí không ạ? Ở đây thì chị đã nói thiếu với chúng mình. Đấy là khi mà xác định được cái vấn đề trọng tâm cần làm thì sau khi mình xác định được cái vấn đề chính. Đây là vấn đề chính nha. Thì đương nhiên là chúng ta cũng phải quan tâm tới cái vấn đề nâng cao cần phải làm rõ nữa. Thì cái vấn đề nâng cao ở đây các bạn đều biết rồi đúng không ạ? Đó chính là sự tài hoa trong cách sử dụng ngôn ngữ của nhà văn Nguyễn Tuân. Tài hoa trong cách sử dụng ngôn ngữ của nhà văn Nguyễn Tuân. Nhất trí không ạ? Chú ý giúp cho chị nhá. Sự tài hoa trong phong cách sử dụng ngôn ngữ của nhà văn Nguyễn Tuân, đây sẽ là cái yêu cầu phụ này, yêu cầu nâng cao mà chúng mình cần phải làm sáng tỏ này. Thế thì trước tiên là ở phần mở bài, cách số 1 đi từ đề tài dòng sông nha. Vừa gợi ý một cách rồi, có thể chủ động lưu lại cái phần video clip này, xem đi xem lại để mình có thêm những cái ý tưởng phát triển từ những cái ý tưởng mà chị Hiên cung cấp cho các bạn, viết được những cái mở bài thật là hay và ấn tượng với bạn đọc. Bởi vì các em hiểu rằng là mở bài ấy, thì nó giống như là một cái cánh cửa để bắt đầu mở ra một cái thế giới văn chương, mở ra gì ạ? À, mở ra một cái bài viết của các bạn. Thế nên bản thân chị cho rằng là nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cái việc gì ạ? À, trong cái việc là chúng mình cùng với nhau trao đổi và chia sẻ về những cái phần phân tích sau đấy. Thế nên các em ơi, hãy tạo ra ấn tượng cho bạn đọc. Được không nào? Hãy tạo ra ấn tượng cho bạn đọc. Hãy để cho bài viết của các bạn chất như nước cất ngay từ những cái dòng đầu tiên mà các bạn viết. Và hãy tạo ra cái sự thiện cảm bằng cái ý tưởng thật là độc đáo, thật là mới lạ, nhưng mà vẫn đúng và đủ của các bạn. Nhất trí không nào? Rồi,
Các em ơi, chị đã nói rồi ạ, đúng, khóa học 10 ngày của chị là cái khóa học tổng ôn cuối cùng. Thế nên các em có thể chủ động nhắn tin về nếu như các bạn vẫn còn đang cảm thấy yếu văn hoặc là mong muốn ôn lại nha. Đây hôm trước này, hôm qua này, chị có đưa ra hai cái mở bài ở đây. Thì thật ra với cái đề này các bạn nếu hôm qua các bạn xem ấy, nếu hôm qua các bạn xem thì hôm nay các bạn làm đề năm, đề Nam Định thì các bạn đã thấy là chúng mình có thể sử dụng luôn cái mở bài ngày hôm qua chị Hiên cung cấp. Hay chúng mình có thể sử dụng luôn cái phần luận điểm số 1 chị Hiên đã viết. Hay là các bạn có thể sử dụng luôn cái phần kết bài mà chị đã nói. Đúng không ạ? Được không nào? Hay là ví dụ như hôm vừa rồi mà xem về vẻ đẹp trữ tình thì thậm chí còn sử dụng được luôn cả cái phần khái quát về hình tượng sông Đà nữa cơ. Được không ạ? Thì ở đây chúng ta có cái cách chị nhắc lại nhé. Buổi tối ngày hôm qua chúng mình có này. Nhà thơ Chế Lan Viên từng thiết tha bày tỏ: khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Trong quá trình sáng tác, mỗi người nghệ sĩ đều có một không gian nghệ thuật để đi về. Ấy vậy mà đến với Nguyễn Tuân, dường như có cả một tấm bản đồ Việt Nam trong những chuyến hành trình không mỏi. Trên hành trình khám phá thẩm mỹ ấy, cảm quan thiên nhiên đất nước thiết tha mạnh mẽ hiếm có đã giúp Nguyễn Tuân vẽ nên một bản đồ Việt Nam bằng ngôn từ thật đặc sắc. Đất nước như trải dài theo mỗi bước chân của nhà văn, từ mũi Lũng Cú, Tột Bắc tới huyện đảo nơi biển khơi, nghe gió than uyên mà vẫn nghe rội tiếng Cà Mau ấy. Có nhật ký lên mèo, lại có những trang viết về thăm đất lửa Quảng Trị. Cảnh vật hiện ra với vẻ đẹp hiền hòa thơ mộng, cùng với vẻ khắc nghiệt dữ dội, có những nét hiện thực trần trụi và cả những nét mơ màng hư ảo. Một trong số những thiên tùy bút viết về không gian nghệ thuật mảnh đất Tây Bắc mà Nguyễn Tuân đã từng đặt tên đến, đặt chân đến, đã gây ra ấn tượng trong lòng mỗi bạn đọc. Đó là thiên tùy bút Người Lái Đò Sông Đà, và đặc biệt là hình ảnh của dòng sông Đà với cái nét tính cách hung bạo hùng vĩ được đặc tả qua trích đoạn. Trích cái trích đoạn đó ra, từ đó ta thấy được sự tài hoa trong cách sử dụng ngôn ngữ của nhà văn Nguyễn Tuân. Nhất trí không ạ? Thì các em ơi, chị nói thật nha, đừng có bao giờ đổi của dồn quá nhiều thời gian cho phần mở bài. Chị nghĩ là các bạn nên chủ động sử dụng trước, nên chủ động chuẩn bị trước. Bởi vì sao? Sẽ có rất nhiều trường hợp là sau khi đọc bài xong á, là bắt đầu ngồi ngẫm, suy nghĩ, cắn bút, trằn trọc, băn khoăn. Và để rồi ạ, thời gian thì cứ trôi đi, trôi đi, trôi đi. Và kết quả là viết được một cái mở bài tốn đến tận 15 cho đến 20 phút. Chị tin rằng là gần 300 bạn đang có mặt trong cái phần phát trực tiếp ngày hôm nay, chắc chắn là cũng sẽ có không ít bạn đã từng bỏ cái khoảng thời gian rất là lãng phí vào trong việc viết mở bài. Có nghĩa là các bạn viết một cái mở bài mà thậm chí phải đến 15-20 phút các bạn mới xong một cái mở bài. Và đó là lý do vì sao mà cái phần kết bài của các em thường theo kiểu là đầu voi đuôi chuột. Ở phần đầu thì rất đầu tư, viết rất hoành tráng. Thế nhưng mà cuối cùng thì đến phần kết không đủ thời gian mà. Bởi vì dành nhiều thời gian cho cái phần mở đầu quá. Nên là cuối cùng là gì ạ? Nên là cuối cùng là bị thiếu thời gian cho cái phần viết luận điểm khái quát và kết bài. Thế là viết nhanh 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 để hoàn thành cho nó xong, và cuối cùng bước ra ngoài phòng thi vẫn cảm thấy vô cùng cắn rứt về những điều mà mình chưa làm được, cảm thấy cực kỳ tiếc nuối. Giá mà mình thế này, giá mà mình thế kia. Nên ngày hôm nay chị nhắc lại với các bạn một lần nữa nha. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia thì sắp tới rồi, và cái câu nghị luận văn học là một cái câu cực kỳ quan trọng. Nên là chị rất mong rằng là các bạn sẽ tự chủ động trước về những cái phần dẫn dắt cho phần mở bài đi vào các tác phẩm, để các bạn sẽ không để cho cái chuyện là thời gian trôi đi mà mình không viết được bất cứ một thứ gì. Được không ạ? Đồng ý không? Rồi, đấy là phần mở bài. Không ai còn có băn khoăn gì nữa đúng không ạ? Chúng mình sẽ cùng với nhau đến với phần thân bài nhá. Chúng mình sẽ cùng với nhau đến với phần thân bài nha. À, các em ơi, đến với phần thân bài, chúng ta sẽ có những luận điểm như sau. Luận điểm 1: tác giả tác phẩm. Tác giả tác phẩm. Luận điểm 2: phân tích. Được không ạ? Luận điểm 2 phân tích. Thì ở trong cái luận điểm phân tích này sẽ bao gồm các ý chính: giới thiệu về hình tượng sông Đà,
hay là khái quát chung về hình tượng sông Đà. Ok chưa ạ? Tiếp theo nha, chúng ta sẽ đi đến với cái phần đó chính là phân tích trích đoạn. Và trọng tâm của chúng mình sẽ là gì ạ? Sẽ là nói về cái vẻ đẹp của hình tượng sông Đà với một cái vẻ đẹp như phía trên chị đã đề cập ạ. Đó là một cái vẻ đẹp hung bạo, hùng vĩ với hình ảnh luận cứ số 1 đá bờ sông, luận cứ số 2 mặt gành Hát Lóng, luận cứ số 3 Quãng Tà Mường Vát với những cái hút nước. Và đây là chính là cái phần mà chúng ta cần phải làm sáng tỏ trong cái phần phân tích trích đoạn này, được không ạ? Sau đấy thì chúng mình có thể là khái quát về cái hình tượng này, được không ạ? Một cái đoạn tiểu kết nhỏ. Luận điểm số 3, chúng ta giải quyết cái yêu cầu nâng cao. Yêu cầu nâng cao ngày hôm nay của chúng mình đó chính là sự tài hoa. Sự tài hoa trong việc sử dụng ngôn ngữ của nhà văn Nguyễn Tuân, được không ạ? Trong sử dụng ngôn ngữ của nhà văn Nguyễn Tuân. Ok chưa nào? Và cuối cùng luận điểm số 4, chúng ta khái quát lại về giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật. Khái quát đánh giá những cái đặc sắc nha, về giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật. Ok chưa ạ? Sau đó thì chúng mình sẽ cùng với nhau kết bài. Kết bài ở đây thì chúng mình sẽ khẳng định lại vấn đề, được không ạ? Và sau đó thì chúng mình sẽ đưa ra cái phần cảm nhận cá nhân của các em. Cảm nhận cá nhân. Vậy thì ngày hôm nay với cái việc là nhìn vào cái dàn ý, chị đã cung cấp một cái dàn ý cực kỳ chỉnh chu cho cái đề Nam Định. Các bạn đã định hình được cách làm chưa ạ? Và những bạn Nam Định thi ngày hôm nay, các em có chợt nhận ra một điều gì đó rằng là mình đang thiếu một cái ý nào không? Mà tại sao chị thấy ở đây rất nhiều bạn đã nói rằng là chị ơi, Nguyễn Tuân và người lái đò sông Đà đã cuốn em đi xa quá rồi. Chị ơi, Nguyễn Tuân và người lái đò sông Đà cuốn em đi xa quá rồi, em phải làm thế nào đây? Các bạn ơi, cái vấn đề nằm ở chỗ là bởi vì á, các bạn không nhớ được kiến thức, các bạn không biết linh hoạt trong cái việc sử dụng kiến thức nền, các bạn không biết dàn ý để chúng ta có thể làm chỉnh chu bài viết, cần phải có những cái bước và thao tác, phải có những cái ý như thế nào, thì đương nhiên bài viết của các bạn không hoàn chỉnh, đấy là điều đương nhiên. Thế nhưng có một cái tin vui báo cho các bạn, đó chính là gì ạ? Đây mới chỉ là đề thi thử thôi. Và cái kỳ thi thật của chúng mình thì vẫn còn chưa diễn ra. Thế nên các em ơi, các bạn vẫn còn thời gian để thay đổi ạ. Và chị nghĩ rằng là cái việc xem thật là nhiều những cái phần phát trực tiếp của chị như thế này và tham gia cùng với chị trong khóa học 10 ngày chắc chắn sẽ là một cái giúp cho các bạn có thể chỉnh chu được cái bài viết của mình. Ngay bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau thử làm các cái ý này xem sao nha. Trước tiên ạ, luận điểm số 1, chúng ta sẽ làm rõ về cái thông tin tác giả tác phẩm. Thì chị xin phép là được mượn cái phần này ở trong cái bài hôm vừa rồi mà chị có cung cấp cho các bạn, một cái bài về vẻ đẹp trữ tình của con sông Đà. Hay thậm chí các bạn có thể học hỏi cái cách dẫn dắt từ cái đề ngày hôm qua là về vẻ đẹp của ông lái đò sông Đà, được không ạ? Ok chưa nào? Bởi vì là về thông tin thì chúng mình vẫn thấy là nó giống nhau mà. Thế thì trước tiên luận điểm số 1 nhá. Các bạn có cần cái bài văn mẫu về đề này không? Các bạn có cần bài văn mẫu về đề này không ạ? À, đương nhiên là các bạn trong các khóa học của Học Văn Chị Hiên, cụ thể là các cái khóa VIP, khóa luyện đề và khóa học 10 ngày sắp tới thì chị không cần nói, chị cũng sẽ auto gửi cho chúng mình. Nên các em cứ yên tâm nhé, được không ạ? Chị sẽ làm thật là nhiều đề, sẽ thật là chăm chỉ để làm về cực kỳ nhiều những cái trích đoạn khác nhau, với một cái niềm mong muốn rằng tất cả những trích đoạn đều đã được giải quyết, đều đã được chia sẻ và định hướng về cách làm rồi. Thì rất là mong các bạn sẽ dựa vào những cái phần tài liệu đó hoàn thành thật là tốt cái bài thi văn sắp tới trong cái kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, được không ạ? Nhất trí không? Đồng ý là như thế nha. Cùng với nhau luyện tập, được không ạ? Rồi, thì chúng mình sẽ có luận điểm số 1 như sau. Người lái đò sông Đà được in trong tập Sông Đà, hoàn thành vào năm 1960, của người phu chữ, của người thầy phù thủy ngôn từ, của gì ạ? À, của nhà ngôn ngữ Nguyễn Tuân. Chúng ta có thể dùng thay thế.
Ví dụ như là thay vì gọi là Nguyễn Tuân, chúng ta có thể dùng tác giả, nhà văn, nhà phu chữ, người phu chữ, thầy phù thủy ngôn từ, người luyện đan ngôn ngữ. Đấy, người có đóng góp lớn cho sự phát triển của tiếng Việt. Ví dụ là như vậy, ok chưa ạ? Thì chúng mình sẽ có như sau nhá. Người lái đò sông Đà là bài tùy bút được in trong tập Sông Đà vào năm 1960 của người phu chữ Nguyễn Tuân. Sông Đà là thành quả nghệ thuật đẹp đẽ mà Nguyễn Tuân đã thu hoạch được trong chuyến đi gian khổ và hào hứng tới Tây Bắc rộng lớn. Xa xôi, không chỉ để thỏa mãn cái thú tìm đến miền đất lạ cho thỏa niềm khát khao xê dịch, mà chủ yếu là để tìm kiếm chất vàng của thiên nhiên cùng thứ vàng mười đã qua thử lửa ở tâm hồn con người lao động. Vì thế, sông Đà nói chung và tùy bút người lái đò sông Đà nói riêng cho ta nhận ra diện mạo của một nhà văn Nguyễn Tuân mới mẻ sau cách mạng, khao khát được hòa nhập với đất nước và cuộc đời, không giống với Nguyễn Tuân trước cách mạng tháng 8. Con người xê dịch cho khuây khỏa cảm giác thiếu quê hương. Sông Đà nói chung và người lái đò sông Đà nói riêng còn tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật độc đáo của nhà văn Nguyễn Tuân, tài hoa, uyên bác, không quản nhọc nhằn để cố gắng khai thác kho cảm giác và liên tưởng phong phú, bộn bề nhằm tìm cho ra những chữ nghĩa xác đáng nhất. Em ơi, ở đây chị cũng đang khái quát về cái gì ạ? Chị cũng đang nói luôn về cái vấn đề nâng cao mà tôi sẽ làm rõ rồi đấy ạ. Tức là gì? Thật ra ấy, các bạn sẽ chú ý là trong cái quá trình mà chúng mình giải quyết các cái yêu cầu phụ thì ngay cả trong cái phần chúng mình thể hiện ở luận điểm số 1, luận điểm số 2 hay là luận điểm số 3 thì chúng ta cũng lưu ý là chúng ta cũng sẽ có những cái mũi tên. Bên cạnh với một cái mục đích là để làm rõ yêu cầu chính thì chúng mình cũng sẽ có những cái mũi tên mà giống như kiểu là xuyên thẳng vào cái yêu cầu phụ mà người ta đang muốn làm rõ. Và cụ thể ở đây là muốn nói đến cái sự tài hoa của Nguyễn Tuân, đúng không ạ? Trong việc sử dụng ngôn ngữ mà. Thế nên chị có viết ở đây đó chính là gì đây ạ? À, bộn bề nhằm tìm cho ra những chữ nghĩa xác đáng nhất, có khả năng làm lay động lòng người nhiều nhất. Đoạn trích trên nằm ở phần miêu tả gì đấy, vẻ đẹp hung bạo của con sông Đà, tức là nói về vị trí của đoạn trích đấy. Hãy nhớ thêm một cái câu đó vào giúp cho chị với những cái đề về trích đoạn nha các em, được không ạ? Đoạn trích trên nằm ở phần miêu tả vẻ đẹp trữ tình của con sông Đà, được tác giả nhìn nhận qua nhiều góc độ. À không phải là trữ tình, chị xin lỗi ạ. Đoạn trích trên nằm ở phần miêu tả vẻ đẹp hùng vĩ, hung bạo của con sông Đà, được không ạ? Được nhìn nhận qua nhiều góc độ, từ đó mang đến cho bạn đọc không chỉ là những khám phá mới mẻ mà còn là nhận ra được tài năng về cái cách sử dụng ngôn ngữ điêu luyện của nhà văn Nguyễn Tuân. Ví dụ là như thế nhá. Thì cái luận điểm số 1 là chúng mình cứ trình bày 3 ý giúp chị. Ý số 1, thông tin về tác giả. Ý số 2, thông tin về tác phẩm. Ý số 3, vị trí của đoạn trích. Ok không nào? Thì đấy sẽ là ba cái ý chính mà các bạn cần phải chú ý. Nếu như đề bài mà vào đoạn trích thì chúng ta cũng nên đề cập thêm một câu về vị trí của đoạn trích và giống như kiểu là bao quát lại về cái nội dung của đoạn trích ở cái phần cuối trong cái luận điểm số 01 này để biến nó trở thành cái chất dẫn để kết nối với cái luận điểm số 02 khi mà chúng mình bắt đầu đi phân tích. Nhất trí không nào? Thế thì trước tiên cái ý số 1 là giới thiệu về hình tượng con sông Đà. Phần này rất đơn giản ạ, chúng mình có thể viết như sau. Pawtowski từng quan niệm, văn học với tôi là hiện tượng đẹp đẽ nhất trên đời. Nguyễn Tuân vốn dĩ là một người nghệ sĩ yêu cái đẹp. Thế nên đứng trước một hiện tượng đẹp đẽ nhất trên đời ấy, ông không thể làm ngơ. Người nghệ sĩ này đã đi đến tận cùng để tìm hiểu và đưa vào trang văn của mình những thông tin chính xác về hình tượng sông Đà. Con sông Đà khai sinh ở huyện Cảnh Đông, tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, có tên gọi ban đầu là Ly Tiên. Khi đi qua một vùng núi ác đến nửa đường thì xin nhập quốc tịch Việt Nam, trưởng thành mãi đến ngã ba Trung Hà thì chan hòa vào dòng sông Hồng. Có thể thấy rằng, tuy không phải là một nhà địa lý học, nhưng tất cả những kiến thức Nguyễn Tuân đem đến cho chúng ta qua những trang văn đều là những kiến thức bổ ích và có giá trị nghiên cứu cao.
Bên cạnh đó, ông còn phát hiện ra một đặc điểm riêng của con sông này và thể hiện nó đầy đủ trên trang viết của mình qua lời đề từ Trúng thủy giai đông tàu, đà giang độc bắc lưu. Nghĩa là mọi con sông thì đều đổ theo hướng đông, duy chỉ có sông Đà chảy theo hướng bắc. Chi tiết đặc biệt ấy cho ta thấy sự khác biệt của dòng sông này. Và sự độc đáo của con sông Đà cũng cực kỳ phù hợp với sự độc đáo trong tạng văn tạng người của Nguyễn Tuân. Có lẽ cũng chính vì thế mà mới có một nhận định rằng Nguyễn Tuân và sông Đà chính là độc đáo tìm độc đáo. Ok không ạ? Một cái đoạn khái quát nói thông cung cấp thông tin về hình tượng của con sông Đà. Rất đơn giản đúng không các em? Cái quan trọng là kiến thức nền thì các bạn đã có rồi. Các em đã được cung cấp rồi. Bây giờ cái việc quan trọng hơn là chúng mình làm thế nào để có thể đưa những cái phần kiến thức đó vào một cách chỉn chu nhất. Đưa cái phần kiến thức vào một cách đầy đủ nhất. Đưa kiến thức vào một cái cách ấn tượng nhất, hay ho nhất. Thể hiện được cái cách viết riêng của các bạn. Nhất trí không ạ? Thì đấy là cái luận điểm số 1, cái luận điểm khá là đơn giản mà các em cũng hoàn toàn có thể chủ động chuẩn bị trước. Các em ơi, các bạn đã nắm được chưa ạ? Tất cả những cái phần mà chị vừa trao đổi ở phía trên chúng mình đã nắm được chưa nào? Tất cả những phần mà chị vừa trao đổi ở phía trên chúng mình đã nắm được chưa ạ? Còn ở luận điểm phân tích thì chúng ta thấy rằng là có 3 cái luận cứ chính. Đây ạ, 3 cái luận cứ chính được thể hiện này. Trước tiên là vẻ đẹp của dòng sông Đà, hùng vĩ hung bạo. Sự hùng vĩ hung bạo thể hiện qua diện mạo này. Trước tiên là ở những cái quãng sông hẹp, đá bờ sông dựng vách thành. Đây ạ, chúng mình có hình dạng. Cái cuốn này rất là chi tiết nha. Và đối với những bạn mà đã đăng ký tham gia khóa học 10 ngày, các em đã được tặng miễn phí cái ấn phẩm này rồi. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta, chị cũng đã up một cái video clip hướng dẫn các bạn tự học trước trong thời gian đợi khóa học 10 ngày khai giảng. Thì các em có thể dựa vào cái phần video clip đó để các em học trước bằng cái bộ ấn phẩm này. Các bạn khóa học 10 ngày nha. Được không ạ? Đây đã là một cái cuốn tài liệu rất là đầy đủ rồi. Việc chúng mình cần có bây giờ ấy là chúng ta đưa ra cái cách dẫn dắt để kết nối nó vào với nhau, tạo ra cái sự liền mạch cho bài viết của các bạn, kết hợp thêm với những cái phần liên hệ mở rộng, đưa thêm những cái phần lý luận vào để làm cho cái bài viết ấn tượng hơn, sâu sắc hơn, độc đáo hơn. Ok không? Nhất trí không? Nhá. Thì đá bờ sông dựng vách thành đây. Mặt sông chỉ đúng lúc ấy mới có mặt trời này. À, người đọc vừa hình dung được độ cao của vách hai bên bờ sông, vừa cảm nhận được cái lạnh lẽo âm u của những khúc sông hẹp này. Đá ở bờ sông đã chắn hết ánh nắng, chúng không cho bất cứ tia nắng nào rọi xuống. Thì đây ạ, các bạn ơi, ở trong cuốn này các bạn sẽ tìm thấy hết giúp cho chị về cái phần phân tích đoạn trích này nhá. Được không ạ? Còn lại cái phần mà chúng ta giải quyết yêu cầu phụ và đưa ra cái giá trị và về nội dung và nghệ thuật thì chị xin phép là được truyền tải nó thông qua cái đáp án mà chị sẽ xây dựng cho đề này được không ạ? Tại vì ngày hôm nay là phát hơi sớm nên thành ra là bây giờ chị chưa có chuẩn bị kịp về cái tài liệu. Và hiện tại là 9 giờ thì chị cũng có một cái lớp học. Thế nên là chị chắc là bây giờ chị sẽ phải tạm thời dừng lại cái phần phát trực tiếp của mình tại đây thôi. Bởi vì là chị không có đủ thời gian để chia sẻ cùng với các bạn tường tận được. Nên là yên tâm nha, chị sẽ cố gắng làm đáp án sớm nhất có thể và sẽ gửi tặng các bạn những cái phần đáp án này. Trước tiên là những cái bạn ở trong khóa học của Học Văn Chị Hiên trước, khóa VIP, khóa luyện đề, và đặc biệt là các bạn ở trong cái khóa học 10 ngày sắp tới, tất cả các bạn đều sẽ nhận được cái phần đáp án này nha. Được không ạ? Chị mong là... Đáng lẽ là chị phải chữa hết và chị đã chuẩn bị một cái phần chữa rất chi tiết rồi. Nhưng mà không nghĩ là gần một tiếng đồng hồ vẫn chưa đủ. Có lẽ là phải cần thêm, nhưng bây giờ thì chị có lịch rồi. Nên là rất là xin lỗi chúng mình bởi vì không thể tiếp tục với chúng mình tiếp trong ngày hôm nay được. Nên là chắc là chị sẽ hẹn các bạn vào ngày mai nha. Được không nào? Ngày sẽ hẹn vào ngày mai, ngày mai sẽ lại có thêm một cái đề về trích đoạn nữa. Và hy vọng rằng là các bạn vẫn sẽ yêu thương Học Văn Chị Hiên và vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với cả chị Hiên từ giờ cho đến khi thi, với cái mục đích là đạt cái kết quả tốt nhất nhá. Được không nào? Còn bây giờ thì chị cảm ơn các bạn rất nhiều vì ngày hôm nay, mặc dù bây giờ chỉ mới hơn 8 giờ thôi, là cái khung giờ mà các em học rất nhiều thứ, nhưng các em vẫn ở đây cùng với chị. Và sớm thôi, chị em mình sẽ quay trở lại cùng với nhau. Đừng quên tìm hiểu và đăng ký khóa học 10 ngày để bứt phá số điểm văn cùng với chị Hiên ở trong giai đoạn cuối và nhận miễn phí cái bộ tài liệu này nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại chúng mình nhé. Bye bye!